Xin kính chào quý chị và các bạn. Hôm nay thì clip có tiếp tục quay trở lại với quý chị và các bạn sau những ngày nghỉ lễ của 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì đầu tiên thì chúc cho quý vị sẽ có những cái phiên giao dịch cũng như là một cái tháng khởi đầu cho giao dịch tốt cho cái tháng 5 này. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái giá Bitcoin mà chúng ta đã theo sát trong những thời gian vừa qua. Trên video thì quý vị thấy rằng tôi đang mua một cái khối lượng khá là nhỏ 0,1 đối với giá Bitcoin hiện tại mức giá. Thì sau khi mà Bitcoin đã phá qua cái ngưỡng test trở lại vùng gap, thì chúng tôi đã có những cái video mà chúng ta giao dịch theo cái vùng gap, đúng không ạ? Giá Bitcoin sau khi đã lấp gap thì hiện tại thì Bitcoin tiếp tục cho dù đã tăng và đã phá qua cái ngưỡng cản tại cái vùng nến trước đó, tại quanh ngưỡng 445, tín hiệu mua vào tôi đã mua và nên tôi đang chờ chốt lời thôi. Chúng ta sẽ cùng nhận xét cái phiên giao dịch trong tuần này của Bitcoin. Như quý vị đã thấy rằng thì Bitcoin sau khi mà chỉ được D1, chúng ta nhìn rất là rõ với một cái nến tín hiệu sau khi một cú giảm và tín hiệu phe mua đã đẩy cật lực lên và chiếm thế ưu thế trở lại. Và đặc biệt hơn thì Bitcoin đã sau khi đã chạm được cái ngưỡng hỗ trợ tại quanh cái ngưỡng 437,23 USD cho Bitcoin thì nó tăng. Thì hiện tại thì chúng ta chỉ cần mua thôi đối với Bitcoin hiện tại. Và có thể chăng thì Bitcoin được biên độ dao động trong cái vùng từ cái ngưỡng 458 cho đến cái ngưỡng 437. Đó là nhận xét của chúng tôi ở trong cái biên độ hiện tại. Như vậy thì giá hiện tại thì chúng ta canh mua là chính với Bitcoin. Chúng ta sẽ mua quanh lại quanh cái ngưỡng mà Bitcoin có thể thiết lập lại, đó là 437 USD cho Bitcoin tại cái vùng này. Và cái target tiếp theo mà chúng ta vẫn có thể chốt lời, đó chính là chúng ta sẽ chốt lời lại quanh cái vùng đó là 458 cho đến 456 USD Bitcoin trong tuần này. Như vậy thì chính thức giao dịch cho cặp thì giá Bitcoin hiện tại thì chúng ta sẽ mua quanh cái ngưỡng 450 445 USD cho Bitcoin. Chúng ta sẽ chốt lời lên cái ngưỡng 458 và chúng ta có thể dừng lỗ khi giá xuyên phá trở lại quanh cái ngưỡng 434 USD cho Bitcoin trong cái xu hướng tuần này. Và đó chính là cái chiến lược giao dịch trong biên tuần mà chúng ta thấy rằng Bitcoin có thể dao động và vẫn tiếp tục như video trước đó. Thì tôi có thể chúng tôi đã có đưa lời khuyến cáo chúng ta có thể mua khi mà Bitcoin đã được breakout qua cái ngưỡng 458 USD cho Bitcoin. Đó chính là cái xu hướng chung. Và chúng ta thấy rằng thì Bitcoin thì hiện nay cũng như là những dòng tiền khác thì nó có sẽ có những biến đổi cho dòng tiền. Chúng tôi sẽ có những video tiếp theo. Và chúng tôi là đầu tiên là đưa ra cái nhận định cho phiên đầu tháng cũng như là phiên giao dịch đầu tuần của tháng 5 cho giá Bitcoin hiện tại. Thì đó chính là cái chiến lược mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái tuần này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới những video clip tiếp theo sau.